Những ngày gần đây, giữa cây giống Lộc Ngân nằm bên quốc lộ 57 xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, có đến hàng ngàn khách ghé thăm và mua sầu riêng để ăn với giá siêu rẻ, chỉ có 19.000 đồng một ký, đã vậy còn được phục vụ thêm cà đá, cà nóng miễn phí. Tuy nhiên, điều đặc biệt là khách chỉ được ăn sầu riêng tại chỗ, sau đó phải trả lại hạt cho nhà vườn. Theo bà Ngân, chủ nhà vườn cho biết, sầu riêng này được bà mua từ Đắk Lắk về để lấy hạt ươm giống với giá 40.000 đồng một ký. Giờ bà bán cho khách với giá rẻ để lấy lại hột. Giá của hột sầu riêng để ươm hiện nay là khoảng 90.000 đồng một ký. Là loại cây trái có giá trị cao, sầu riêng luôn được nhiều người dân yêu thích. Được mua với giá siêu rẻ và ăn tại chỗ như thế này thì quả thật trở thành niềm vui với rất nhiều người. Sự thật là dù có rất nhiều người phục vụ ở giữa nhưng vẫn không kịp cho nhu cầu của khách hàng. Ước tính mỗi ngày có khoảng 1.500 khách ghé đến đây để thưởng thức sầu riêng siêu rẻ này. Ngày 11 tháng 7 tại tỉnh Hòa Bình, camera nhà dân đã ghi lại được tình huống một xe tải đang chuyển hướng sang đường để quay đầu thì bất ngờ bị một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter chở hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ nhanh lao tới tông mạnh vào bên hông xe tải. Cú va chạm đã khiến một người kẹt ngay trong hầm xe tải, một người thì bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, người dân đã đưa hai thanh niên này đi cấp cứu. Dù việc xảy ra thật đáng trách hơn đáng buồn vì sự thiếu ý thức chấp hành luật giao thông của hai nam thanh niên này. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, tại bờ kênh tẻ trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiển, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, một tên đạo chích đã đập cửa kính xe ô tô mang biển số 51G44825 để lấy đi số tiền 2,8 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc xe ô tô này là ông Nguyễn Văn H, tên viết tắt, sinh năm 1956, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, ông H đã đến hai ngân hàng ở huyện Bình Chánh và quận 7 để rút tổng cộng 3 tỷ đồng chuẩn bị đi giao dịch công việc. Sau khi ông đến công ty để làm việc rồi dựng xe ngay tại địa điểm nói trên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, xe không có người trông coi nên tên trộm đã thừa cơ hành động. Hôm nay ngày 12 tháng 7, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và tìm kiếm đối tượng gây án. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Nạn nhân là bà Lâm Thị Nhỏ, sinh năm 1949, ngụ tại ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành. Nguyên nhân ban đầu được công an huyện Châu Thành cho biết, chiếc xe Toyota mang biển số 83B00549 do tài xế Lý Thanh An, sinh năm 1981, ngụ tại số 73/26 Phú Lợi, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng điều khiển, chở theo 4 người lớn và 3 trẻ em đi hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng. Sau khi đi qua cầu Trà Quýt, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tài xế An đã ngủ gật nên gây ra vụ tai nạn thương tâm này. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành điều tra xử lý làm rõ. Hiện tại vòng vòng đây ai cũng khó khăn hết. Giờ muốn chính quyền địa phương hoặc là các nhà tài trợ gì đó giúp đỡ cho một số vốn để mình di dời nơi khác để làm ăn cho nó thoải mái hơn. Thôi chính quyền hỗ trợ cho cái chỗ ở để cho ổn định thôi, chứ giờ cho mấy bà cháu ở, ba bà cháu ở cho mình có nơi ở kín đáo thôi, chứ giờ khổ quá trời vậy. Vị trí sụt lún trên tuyến quốc lộ N2 cặp theo kênh Dương Văn Dương, đoạn qua xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, kéo dài 266m. Mặt đất khu vực sát bờ kênh xuất hiện nhiều vết nứt rộng khoảng 20cm, nhiều chỗ sâu đến 80cm, có nguy cơ sạt lở khẩn cấp bất cứ lúc nào. Hiện trong vùng có 27 hộ dân đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất. Trong đó có 6 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà cửa bị hư hỏng nặng và 6 trụ điện trung thế cần di dời khẩn cấp. Chi cục Thủy lợi tỉnh Long An hiện đã phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện không đi vào những khu vực nguy hiểm. Sáng nay ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Trần Văn Hiếu, sinh năm 1959, thường trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trước đó, ông Hiếu đã bị một người hàng xóm phát hiện ông mở cửa sau cho bé Trần Thị BL, 12 tuổi, chạy ra ngoài. Nghi ngờ hành động của ông, người hàng xóm đã báo cho gia đình bé L, rồi gia đình trình báo với cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bé L cho biết đã bị ông Hiếu nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Kết quả kiểm tra mẫu giám định gen trong mẫu dịch âm đạo của bé L xác định có kiểu gen của ông Hiếu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Nằm sát biên giới Campuchia, lại có cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ lâu được xem là đại bản doanh của các cuộc vận chuyển thuốc lá, hàng hóa ngoại nhập của các đối tượng buôn hàng lậu. Đơn cử như trường hợp của đối tượng Trần Minh Hệ, sinh năm 1994, ngụ tại ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, bị bắt giữ khi đang vận chuyển 1.800 bao thuốc lá ngoại bằng xe mô tô từ Campuchia về Việt Nam. Còn đây là hai đối tượng Dương Minh Tuấn, ngụ tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, và Mai Quang Quý Sang, ngụ tại ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, đã bị lực lượng chống buôn lậu công an huyện Đức Huệ bắt quả tang khi đang dùng ô tô 5 chỗ vận chuyển 7.200 gói thuốc lá ngoại từ cửa khẩu Tho Mo lên thành phố Hồ Chí Minh bán lại. Do bộ luật hình sự có hiệu lực đến nay thì các cái hành vi mà buôn bán vận chuyển hàng cấm có cái số lượng lớn thì đã được đưa ra xử lý bằng hình sự. Theo thống kê từ đầu năm 2018 cho đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ 497 vụ tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 1,2 triệu bao thuốc lá ngoại các loại, 240 chai rượu ngoại, trên 24 tấn đường cát. Qua đó, xử lý vi phạm hành chính 45 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 5,5 tỷ đồng, khởi tố hình sự 17 vụ với 17 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Bộ luật là có hiệu lực pháp luật thì công an thị xã Kiến Tường nghĩa là đã triển khai cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an ở cấp xã phường và ở đơn vị nắm để là thực hiện. Thì trong quá trình thực hiện thì công an thị xã Kiến Tường đã chỉ đạo là ra soát lên danh sách các đối tượng chủ mưu cầm đầu, các đối tượng là tàn trữ, là vận chuyển, số đối tượng cái như là mua bán lẻ. Điều đáng nói là nhiều người dân vẫn cứ tiếp tay cho kẻ xấu, nhận tiền vận chuyển hàng hóa nhập lậu bằng nhiều hình thức khác nhau, khiến cho công tác phòng chống tội phạm buôn lậu gặp khó khăn hơn. Phương thức hoạt động của các đối tượng là cất giấu trong các bao tải, cốp xe, thùng hàng, thường thay đổi thời gian vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng đã thay đổi biển số xe để tránh việc kiểm tra khi bị theo dõi hoặc có tin tố giác từ điểm tập kết. Để hạn chế thấp nhất tình trạng buôn lậu trên địa bàn biên giới tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo các lực lượng phòng chống buôn lậu tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, các tổ chức và cá nhân có hoạt động buôn lậu qua biên giới, nhất là ở khu vực đường mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, chiến sĩ có hành vi tiếp tay, bảo kê cho đối tượng buôn lậu hoạt động. Qua đây, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới của tỉnh Long An. Theo đơn khiếu nại, trước đây bà Nguyễn Thị N trú tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, công tác tại trường tiểu học Vĩnh Thuận 3, nơi bà công tác, do mâu thuẫn với một thành viên trong ban giám hiệu nhà trường mà bà bị gây áp lực suốt thời gian công tác tại đây. Đỉnh điểm là vào tháng 8 năm 2001, bà nhận quyết định bị hạ hai bậc lương cùng lúc và phải chuyển công tác đến nơi khác giảng dạy. Trong cái quá trình mà tôi giảng dạy thì nhà trường trường tiểu học Vĩnh Thuận 3 thuộc huyện Vĩnh Thuận đã chèn ép tôi là hạ tôi là hai bậc lương, bậc 5, bậc 6, nhưng mà thực tế là tôi chỉ nhận lương bậc 4 thôi, cứ xác minh lại để mà làm rõ sự việc đó để mà lấy lại sự công bằng của tôi mất mát từ hồi đó đến nay. Tại vì từ năm 97 đến 99 là tôi bậc 6, mà 99 tới 2001 là tôi bậc 7, nhưng mà các thầy không nâng lương để đến năm 2000 mà nói những chuyện là không có thật. Thì những chuyện không có thật là nói phân công tôi không chấp hành, nhưng mà thực tế là không có phân công. Do cái mâu thuẫn giữa năm 92 là thầy hiệu phó đã lấy cái lớp phổ cập của tôi, cho nên thầy hiệu trưởng là buộc thầy hiệu phó phải trả lớp và trả tiền cho tôi. Từ đó trở về sau thì thầy hiệu phó đã lên chức hiệu trưởng rồi. Từ đó là tôi sống rất là vất vả, nhưng mà tôi vẫn là kiên trì phấn đấu đến ngày nay. Do sự việc có nhiều điểm khả nghi nên bà N đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Bà N cho rằng điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của một người đã có nhiều cống hiến như bà. Với mong muốn được trả lại sự công bằng, bà tiếp tục yêu cầu xem xét lại vụ việc bị chèn ép của mình. Tủi lắm chứ. Tại sao mình lại bị chèn ép như vậy mà mình đã kêu oan bao nhiêu không được giải quyết? Nhưng mà phấn đấu rất là tốt. Tại vì mình bản thân là lúc nào cũng yêu nghề mến trẻ. Khi mà tôi nghỉ hưu là tôi khóc khoảng trên một tháng trời luôn. Cấp trên làm sao mà sáng suốt, sớm giải quyết để lấy lại sự công bằng của tôi mất mát từ ngày xưa đến nay. Căn cứ tài liệu mà bà N cung cấp, trong quá trình công tác bà N cũng nhiều lần bị bôi nhọ, viết thư xúc phạm và vu khống gây tai tiếng xấu cho trường. Mãi đến khi về hưu, bà mới dám đòi hỏi quyền lợi một cách chính đáng. Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
đang tiến hành xác minh truy tìm các đối tượng vào hàng loạt cửa hàng trên địa bàn, lừa đảo lấy tiền từ nhân viên bán hàng rồi tẩu thoát. Theo những hình ảnh từ camera một cửa bán hàng giày trên đường Đống Đa ghi lại, vào sáng ngày 9 tháng 7, một đôi nam nữ đi xe SH chạy đến trước cửa hàng. Sau đó, nam thanh niên đi vào shop hỏi mua hai đôi vớ với giá 30.000 đồng. Người này rút ra tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng rồi bảo nhân viên thối tiền. Nhân viên chưa kịp đưa tiền thối, ngay lập tức người này lấy lại mang ra cho người bạn đang đứng ngoài cửa để đổi tiền lẻ. Sau đó nam thanh niên quay lại quầy thu ngân, nói không có rồi hỏi nhân viên đưa tiền thối, nhưng lại không đưa lại tờ tiền 500 ngàn. Để nhân viên mất chú ý, đối tượng giả vờ hỏi giá cả và xem thêm một số mặt hàng khác. Một lúc sau thì ra khỏi shop và lên xe cùng người phụ nữ đã đợi sẵn rồi biến mất.